Xin chào các em trai, các em gái tuổi Bính Dần. Anh Ba làm video này để chia sẻ với các em vận hạn của 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017 đến với các em. Cũng như tương tự như các video của 6 tháng cuối năm của các tuổi khác, thì chúng ta sẽ xét nội tại của cái tuổi của mình trước, sau đó rồi mới tới tuần tự là 6 tháng cuối năm nó như thế nào. Tại vì có cái nội tại thì mới có cái bên ngoài, tức là nội tại là cái bên trong và sao mệnh của hàng năm là cái bên ngoài. Thì đầu tiên hết thì năm nay tuổi Bính Dần sinh năm 1986 của mấy em là vướng tam tai và vướng hoàng ốc, không vướng kim lâu. Cho nên là nếu như mà vướng cả hai cái thì tốt nhất là không nên xây dựng nhà cửa. Nếu có xây, nếu mà chủ định có xây thì cố xây cũng được. Dù gì tam tai với lại hoàng ốc thì nó vẫn nhẹ nhàng hơn là kim lâu ha. Xét mà nội tại là cái năm sinh, tức là Bính Dần, năm Bính Dần can chi của năm là thế này: can Bính là thuộc hành hỏa, chi Dần là thuộc hành mộc, mà chi là mộc sinh hỏa, vậy là có nghĩa là chi sinh can, có nghĩa là ngọn nuôi gốc rễ, là sự sinh ngược với tự nhiên nhưng vẫn là tốt ha. Những cái người mà tuổi này là thường là được những cái sự trợ giúp ở bên ngoài tương đối nhiều, làm ăn thì thường có quý nhân giúp đỡ, có sự may mắn là thường đến với mình. Nhiều khi thực lực của mình không tới đó nhưng mà mình làm cái việc đó, cái có quý nhân giúp đỡ, cái là mình vượt qua. Tuổi mà này là có mệnh lô trung hỏa. Lô trung hỏa là có giải thích sơ như là lô trung hỏa không phải là cái lửa trong lò, mọi người đừng có hiểu lầm ha. Mấy em đừng có nghĩ là lửa mà trong lò chút xíu là dập tắt. Cái lô trung hỏa này là cái lửa của cái lò luyện luyện đơn đó, mà không phải là luyện đơn, mà cái lò này là lửa trên trời, lửa này là để luyện ra trời đất. Cho nên là những người có mệnh lô trung hỏa thường là người mệnh lớn phước lớn. Và các bạn là tuổi Dần nữa, có thiên can là con Dần nữa, là một trong hai cái con mà rất là linh thiêng của trong 12 con giáp. Thể hiện mọi người thấy người ta cũng hay thờ ông hổ với con rồng, cho nên là có cái sự linh thiêng đó, cộng với lại cái người mạng lô trung hỏa, thì cho nên là người này mạng lớn phước lớn, làm việc thì hay có được sự giúp đỡ. Và người của mệnh này thì có số quan quyền, và nếu mà là thường dân thì thường là những người này không bao giờ, rất hiếm người khổ ha. Khổ mà thầy hậu vận có tiền vận, trung vận của họ là sẽ vững chãi và làm ăn có tiền. Xét ở trong tuổi này á, vì tuổi Bính Dần là tuổi dương, tự sinh năm chẵn là tuổi dương, thì Bính Dần những cái người mà sinh tháng dương, tức là 1357 là tháng dương, còn 246 là tháng âm, thì những người mà sinh tháng dương đó là âm dương thuận lẽ, còn những người mà sinh tháng âm là âm dương nghịch lẽ. Thì bản thân của cái người cùng tuổi này, người nào mà sinh tháng lẻ qua âm lịch đó, thì họ thuận lợi trong số mạng, họ may mắn hơn những người kia. Mà những người này vốn dĩ đã có sự may mắn rồi, nhưng những người thuận lẽ họ còn may mắn hơn nữa, họ ít gặp trắc trở hơn là những cái người mà sinh tháng chẵn. Rồi xét cái tương quan ngũ hành giữa bản mệnh và nạp âm ngũ hành, từ là nội tại nam á, thuộc cái tuổi này á, thuộc cung khôn hành thổ, mã sinh thổ, bản mệnh sinh ra nạp âm ngũ hành là một trong những điều tốt trong cuộc sống sau này, ngoài đường đời rất là dễ dàng suôn sẻ. Những người này á, thường gặp nhiều may mắn trên đường đời, tiền vận đa phần được gia đình và hoặc là người thân hỗ trợ ít nhiều. Thí dụ khi lập nghiệp thì chuyện gì cũng có được người lập nghiệp, không cha mẹ không có ấy thì cũng cố gắng cho ăn học và cho học nghề ha. Đa phần đó là ít cực thân ha, chủ yếu là thích làm lớn bôn ba rồi mình cày để mình làm lớn ra thôi, chứ còn nếu như mà muốn mà một người yên phận thì họ sẽ không cực thân, sớm thành công trên đường đời. Nam tuổi Dần ở lô trung hỏa là phúc lớn mệnh lớn ha, có số làm cao và phú quý.
đó, nghe đã ha. Nữ thì thuộc cung khảm hành thủy, mà thủy thì khắc thổ, tức là nạp âm ngũ hành khắc bản mệnh. Thường những người này không may mắn trên đường đời, thường thì làm lụng vất vả ha, hay gặp cản trở trong cuộc sống. Cuộc sống khó đặng an nhàn, gặp nhiều sóng gió. Tuy cũng là người phúc lớn mệnh lớn như như là nam, nhưng mà nếu thành công trong đường đời xã hội á, thì lại thất bại trong tình duyên, khó định số và thường hay gãy đổ trong hôn nhân. Số kết hợp với những cái người mà tuổi xung á, là sẽ rất khó có con, tại vì số mình mệnh lớn. Những người tuổi xung là mình tổng mình đè người ta không, mà mình ẩn mình đè người ta thì sẽ rất là khó có con ha. Rồi đó là những cái nội tại bên trong của cái tuổi Bính Dần sinh năm 1986, mệnh lô trung hỏa đó. Thì bây giờ mình xét xem coi như là từ đây tới cuối năm cái mệnh lô trung hỏa này nó như thế nào ha. Thì đầu tiên hết đó, là nam tuổi này á, là năm nay á, là có sao Thái Dương, là sao tinh quân tốt nhất trong các sao chủ về hưng vượng tài lộc. Mệnh ai chịu ảnh hưởng của số này á, đi làm ăn xa thì gặp nhiều may mắn tài lộc hưng vượng phát đạt. Không, ở gần nhà thì mọi chuyện nó vẫn cứ êm thấm suôn sẻ. Hạn á, là toán tập là những cái tai nạn bất thình lình về đổ máu của này kia. Vận niên là xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt xấu. Mệnh hỏa gặp năm hỏa là bình hòa tốt. Năm dần gặp dậu là năm tam tai, còn có gọi là tứ tuyệt, chủ về sự khó khăn và chia ly. Thiên can bính gặp đinh đó, là tương hợp tốt. Vậy đó thì nếu như vậy thì chuyện mình chỉ có gặp cái là tuổi dần gặp dậu thôi, và xét về nó chỉ là nó nặng đó cái tam tai, chứ còn cũng không phải nặng về địa chi, không có nặng gì về nhiều. Hạn toán tập thì một cái hạn cũng rất là bình thường ha. Sao Thái Dương một sao tốt, tinh quân tốt, chủ về tài lộc vậy kia. Vậy là từ đầu năm đến giờ thì nếu như mà xét chung như vậy thì có thể là đầu năm tới giờ là các anh có được các anh vàng của Bính Dần này thì có được một cái tiền tài cũng là làm ra được ha, không có đến nỗi là quá khó khăn, tại vì có những cái sao ấy. Thì tọa cung của các sao thì có thiên quan quốc ân, thiên tự phù, tướng quân, lâm quan, kiếp sát, triệt ha. Các sao tam hợp thì có lộc tồn, phúc đức, bác sĩ, dưỡng, thiên đức, hồng loan, đào hoa, tiếu dương, bệnh phù, tử và địa võng. Thì phần đông những sao sao cung nhị hợp thì có thiên mã, thiên phúc, dương phù, có tam môn, thiên khôi, hỷ thần, cô thần và bệnh. Có cô thần và bệnh thì là cộng với cái tam môn thì có sự chia ly, có sự chia cắt, và thậm chí là chia cắt về âm dương luôn ha. Đó. Theo như trên đó thì luận đoán nó tổng quát năm nay Bính Dần là có đầu năm á, thì có nhiều thứ thuận lợi ha, có nhiều thứ thuận lợi làm ăn có đồng ra đồng vô, nhưng mà những tháng cuối năm thì không được tốt, cho nên tất cả mọi việc nên lưu ý. Năm nay là hạn tam tai, cho nên phải giữ mình không nên đầu tư lớn một cái gì hết, dù là đầu năm tới giờ mình cũng có sự may mắn, nhưng mà không nên đầu tư những cái gì lớn trong năm tam tai, nhưng mà năm dậu này, tức là mình vẫn là năm năm trước thì mình năm nay thì đỡ hơn. Năm trước thì Bính Dần thì té tô lắm ha. Rồi thì đó là những cái sơ sài mà sách đoán. Còn bây giờ mình sẽ có 6 tháng cuối năm này như thế nào. Đầu tiên đó là mình còn 15 ngày của tháng Thủy, tháng Đinh Mùi ha. Thì tháng Đinh Mùi, tháng Đinh Mùi, tháng Đinh Mùi thì cũng không có gì gọi là quá khó khăn. Sao chủ tháng Mùi thì không cậy không xung gì với mình ha. Nhưng mà nó là tháng Thủy, cho nên là chủ về sự khó chịu hay gây gổ, hay cảm thấy mình bực bội một cái gì đó mình không biết. Nhiều khi là gây gổ với bà xã, gây gổ với cấp trên cấp dưới, nói chung là có cái gì đó mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà mình năm nay có chủ sao chủ tốt, có nguyệt đức, có lộc tồn này kia, thì cho nên là tiền bạc của mình sẽ không 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 quá phải lo lắng ha, chỉ có hơi khó chịu một tí xíu. Tuy nhiên là tháng sau, tức là tháng Thân, tháng Mậu Thân ha, dần thân tỵ hợi,
tháng này là tháng xung của năm Tứ Tuệ ha, là tháng này lại là mệnh thổ, mà hỏa thì sinh thổ, à là sinh xuất, là sao chủ về tốn kém tiền bạc, mà là tháng xung nữa, cho nên là bản mệnh mình yếu đi, thì có thể tháng này là một trong những tháng sẽ xảy ra khó khăn cho tuổi Bính Dần. À, tháng này là tháng tháng Kỷ Dậu nè, tháng Kỷ Dậu, à Bính với Kỷ, Can Bính, Kỷ, không Bính thì không 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 đến nỗi nào. À, à được, ok, nhưng mà tới tháng tháng Kỷ Dậu thì đó là tháng mà có thể là mình sẽ gặp nhiều rắc rối về tiền bạc, một chút vì đó là tốn tài cộng với lại tháng xung, thì cho nên là sáng này cực kỳ dễ xảy ra tranh chấp, nhất là việc tranh chấp với vợ con trong gia đình, tại vì mình có sao Đăng Môn và sao Cô Thần, cho nên là rất là dễ xảy ra chuyện tranh chấp cãi vã rồi chia ly, chủ sao chủ chia ly mà mình có chủ chia ly trong này thì rồi đó là một tháng nữa, tháng Canh Tuất, thì tháng này là tháng kim, bản mệnh của mình là hỏa, hỏa khắc kim, cho nên là về bản mệnh thì mình không sợ, chỉ là tương khắc thôi, nhưng tháng này là tháng tam hợp thiếu âm Dần Ngọ Tuất, cho nên là tháng này mình khắc được bản mệnh của tháng, nhưng mà tháng Canh Tuất thì mình lại có tiền. À, tháng Canh Tuất là tháng tam hợp mà, và tháng này là có tiền, tháng chín mình có tiền ha, cho nên là ok, đỡ tháng chín đi. Tân Hợi ha, à tháng Tân Hợi là tháng kim, tháng cũng là sản xuất, nhưng mà thay vì tháng kim mình có tiền thì từ mình tam hợp, thì ngược lại tháng này là Dần Thân Tị Hợi là tháng xung, cộng với sản xuất cộng với bản mệnh là khác nhau, thì tháng này là một trong những tháng khó khăn nữa. À, nhưng tháng này là tháng khắc mệnh, tháng kia tháng sanh xuất thì nó còn đỡ, tháng này là bản mệnh khác nhau, thì cái việc chủ của cái gỗ, việc chủ của cái sự xấu nó sẽ nằm ở tháng này nhiều nhất của người Bính Dần nam ha. Tháng này có thể là xảy ra cái việc tốn tài ha, rồi bệnh, tại vì mình có sao bệnh ở trong trong này, tam môn ha, những cái sao xấu nó sẽ hình thành ở trong cái tháng 10 này, cho nên là việc của tháng 10 là không nên đi xa ha, tránh rầy rà ở những cái nơi đông người, hao chủ tốn tiền, không đầu tư lớn, không cho ai mượn tiền vào tháng 10, tháng Tân Hợi. Đó. Rồi đó là một cái mà phải bính tương hợp với Tân ha. Bính Dần tương hợp với Tân và Thiên Can, nhưng mà mình lại có địa chi là tứ hành xung, thì là bính hợp Tân ha, kim và hỏa khắc kim, trong khi là mình có hai thứ khắc một thứ, cho nên là vẫn phải để ý cái tháng này, thì có thể tháng này là mình vẫn làm ra tiền, tại vì tháng Canh Tuất mình làm ra tiền, thì tháng này mình không có nghĩ gì, mình không làm ra tiền, mình phải còn cái đà đúng không, mình làm ra tiền, nhưng mà mình cũng sẽ tốn tiền, thậm chí là tốn nhiều hơn cái tiền mình làm ra, cho nên là để ý tháng này ha, nhất là việc sức khỏe về gia đình này kia. Rồi còn lại hai tháng cuối thì không có gì mà để nói nữa. À, ha, rồi cho nên là rồi tóm lại là các anh em để ý giùm mình tháng Dậu ha, tháng Kỷ Dậu á, à, quên lộn tháng Thân chứ, tháng thân là tháng 7 âm lịch, tức là tháng tới nè ha, để ý cho mình tháng 7 nè, tháng Dậu cũng không tốt lành lắm, à, tháng 7, tháng 8 và tháng 10.
và chủ chủ đích nhất vẫn là tháng 10 ha. Mọi chuyện nó sẽ không có tốt lành ở trong tháng 10 đâu, cho nên là cẩn thận nhất vẫn là tháng 10 ha. Còn lại những tháng khác thì năm nay là một cái năm như đã nói tổng đoán ở trên, các sao mạnh thì là một năm thành công về tiền bạc, nhưng có sự gây gổ về trong gia đình nhưng mà cũng không lớn lắm. Có cô thần và tăng môn thì để ý mình sẽ có tang, mình có thể thôi chứ mình không dám nói, tùy phúc đức còn phải tùy cái người đó nữa. Cho nên là, nhưng mà là người nam chứ không phải là người nữ ha. Người nữ thì chắc khó, chủ yếu là người nam ha. Rồi, đó là luận đoán của các anh nam. Thì bây giờ mình xem coi các bạn nữ của mình nó như thế nào, tốt hơn không? Thì các bạn nữ thì Bính Dần thì là thuộc sao Thổ Tú ha. Chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không có lợi, có kẻ ném đá dấu tay, sinh ra thương kiện, gia đạo thì không yên ha. Rồi, đó là những cái là xấu tháng 4, tháng 8 âm lịch. Chuyện thị phi nè, chiêm bao thì quái lạ, không nuôi được xúc phạm và tránh đi đêm, dễ gặp ma ha. Tuổi này năm nay là như vậy. Thì hạn vẫn là huỳnh tiền là bệnh nặng nguy vong ha. Vận niên xà âm tỉnh là rắn bị nhốt ha. Còn cái khác là hỏa gặp hỏa là bình hòa, dần gặp dậu là tam tai, Bính gặp đinh là tương hợp tốt. Thì các sao mệnh thì chiếu vẫn như các anh nam, cũng có gần những sao đó như lộc tồn phúc đức bác sĩ dưỡng thiên đức hồng loan đào hoa thiếu âm. À quên nói nữa, các anh nam năm nay có đào hoa hồng loan luôn ha. Thì nếu mà anh nào mà chưa có gia đình thì nhớ mình có hồng loan có đào hoa thì nên tranh thủ đi, có tình duyên trong năm nay chúc mừng cái điều đó. Và có đào hoa là có nhiều sự lựa chọn, có hồng loan là có thể dẫn đến việc cứu sinh ha. Cái đó là điều rất là tốt cho các anh nam. Nữ thì cũng thế, nhưng mà nữ thì như đã nói ở trên không, năm nay thì cái sao của nữ nó không có tốt bằng cái sao của nam, tức là sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú là một cái sao chủ về cái sự mà gọi là đâm thọt tiểu nhân rồi này kia. Tọa cung thì tổng quan thì theo như trên thì năm nay tuổi Bính Dần về đầu năm thì có nhiều thuận lợi như giống như cái kia, nhưng mà đều có một cái là cái sự chủ xấu về cái chuyện mà đâm thọt kiện thương hoặc là chia ly thì nữ rất là nặng trong năm nay, tại vì nắm sao Thổ Tú. Và có những cái sao như là Đà La ha, Địa Võng ha, Tử và Tang Môn. Tang Môn thì ở trong cung nhị hợp chứ không phải là ở trong cung tam hợp, cho nên là có tuyệt, có trực phù phục binh ha, là có người chơi xấu dữ dội á. Nhưng mà ngược lại mình vẫn có hỷ thần, có hỷ thần là có việc vui ha. Và nếu như năm nay không, các chị mà có gia đình đó, các em mà có gia đình đó, thì dễ có chuyện có con sanh nở rồi này kia, có hỷ thần đó, có tin vui á. Còn mà chưa cưới thì năm nay dễ có người họ cưới ha. Đó là những cái điều mà tin vui. Còn xét tổng đoán thì cũng như các tuổi nam, mình còn 15 ngày nữa, nhưng mà 15 ngày này là mình chỉ khắc mệnh thôi. Là hỏa, mình mệnh hỏa gặp năm hỏa, nhưng mà trong tháng thủy, tháng thủy lại là tháng thủy thủy nhân đôi, cho nên là gọi là thủy thủy nhuận, mình gọi là thủy gấp đôi, cho nên hơi khó chịu một chút xíu. Xảy ra tranh chấp, chủ yếu là xảy ra tranh chấp gây gổ với gia đình. Nữ này thì hay gây gổ với lại nữ Mậu Dần hay gây gổ với chồng và với bà già chồng, với em chồng ha. Đặc biệt nữ Mậu Dần là từ gì, nữ Mậu Dần đó, Bính Dần đó. Nữ tuổi Bính Dần là mệnh cao sống khó định số, mà đa phần luôn 80% mấy bạn nữ của tuổi này là tính cách rất là mạnh mẽ, dù là bên ngoài có im đi nữa nhưng mà bên trong rất là sôi sục và mạnh mẽ, cho nên là rất khó định số ha, rất khó nhịn người khác, là phải là khự lại liền, cho nên là nói điều đó là không tốt. Và cũng như nghe là cẩn thận cho tháng thân ha. Mình hỏa sinh thổ, tháng thân là dần thân tị hợi ha, là mình sinh xuất tốn tiền ha,
và khá nhiều thứ nó nằm ở trong này, tức là mình còn nửa tháng nữa. Nếu như đúng thì các nữ là tháng 2, tháng 6, tháng thủy là gây ra sự khó chịu, đến tháng 7 là mới bùng phát và gia đình sẽ có gây gổ và rất là nhiều thứ rất khó chịu. Tốn tài không nói, năm nay là tuổi này không làm ra nhiều tiền được do có sao Tố, nhưng mà cái nặng của tuổi này là năm nay là cái chuyện gây gổ gia đình, có chia ly, có ly dị, có gì đó ha, tập lâm ha về gia đình. Và hay nữa là có cái tai môn, thì có thể là các chị nữ thì nó nặng hơn, chủ về tiểu nhân đồ này kia, thì cái chuyện gây gổ gia đình nó sẽ nặng hơn ở chỗ tháng tháng 7 cộng tới tháng 10, tháng Tân Hợi, tháng Kim, tháng khắc của bản mệnh là hỏa khắc kim cộng với lại sanh xuất là hợi, dần thân tỵ hợi, được có một cái là tân hợp với lại bính, bính hợp tân, cho nên là mình sao chủ về cái việc công việc, công việc làm ăn của mình cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao về gây gổ nè, về tan môn, về bệnh, về mọi thứ, thậm chí là không tại công việc mình không ảnh hưởng, cái việc tài chính nó khác với lại cái việc công việc nha. Công việc của mình là do chữ tân, bính hợp tân, cho nên là mình sẽ không có bị công việc, không bị rắc rối. Nhưng mà cái chuyện mà tốn tiền nè ha, và gây gổ gia đình, thậm chí là chia ly, tháng này rất dễ có sự chia ly vợ chồng rồi này kia. Mình có hỷ thần thì mình cũng có lại tang môn có trong đó, mình có bệnh ở trong đó, cho nên là tháng 10 là tháng phải cần để ý ha. Tóm lại đó là những cái thông tin, những cái thông tin tháng nào xấu, tháng nào tốt của cả nam lẫn nữ tuổi Bính Dần mà anh tổng hợp được chia sẻ đến mọi người. Hy vọng là nó giúp được mọi người trong cuộc sống của 6 tháng cuối năm còn lại. Nếu như mọi người thấy hay thì bấm like và chia sẻ video. Mọi người nào ai chưa đăng ký kênh thì ở phía dưới video nó có nút đăng ký, mọi người cứ đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo về tử vi phong thủy của tuổi của mình hoặc là tuổi của người thân, anh em bạn bè mình. Rất vui và bye bye, chúc mọi người buổi tối chủ nhật vui vẻ bên gia đình. Bye bye.